em lượm ấp hay gì? Em lượm cho.
nữa thì cái ống dây chị ơi đây cái cây gì ờ cắt chịu chịu nước nó lại đi nó bụi tắt qua cái thành rồi nè cái cây luôn ngân dở cây lên ngân nè đánh luôn đi kiếm thêm cái cây rồi buông ra cái cây nó giật lên cây này quá mềm à, ướt quần em rồi đi hoài à. Ủa sao vậy? Đi mà.
phi. Cá rô phi non. Ủa cá rô phi non này mình về mình chiên. Ê trời ơi, mất tiêu rồi. Trời ơi, sao dở vậy? Cái này mình về mình chiên ấy á, chiên giòn. Chiên giòn hả? Ừ, cá rô phi non rồi. Đứa nào bỏ vô mấy đứa ơi, thôi để một lát nữa. Đường máng đó. Một nồi đó. Cá rô phi một xíu. Nè ngon, có gì yêu thích nè. Con gì chị? Cái vậy? Con gì yêu thích? Công việc yêu thích chứ con gì yêu thích. Chị Nhung đang gỡ đó. Ừ. Con có con ống nữa à. Ừ. Bác Chính nói gì cà su? Mẹ con nuôi hả? Mẹ con nuôi nhà mẹ.
Ủa sao không khăn vô cái tay nó bị gói rồi, gió nó đùng lại đó chị, rồi nó bây giờ nó quấn chùm lại luôn rồi. Có giả mô Phật cô giả đạo cá này mẹ đau à, cá nó nẹt lạ dễ sao chài nữa. Rồi một món thì mình sẽ nấu canh chua. Còn cái này thì mình sẽ kho tiêu nha. Chiều nay được ăn món canh chua. Canh chua cá kho. Cá kho. Có gì chị tiếp qua làm tiếp nữa. Vậy con ướp này ăn. Dạ. Có tẩu phi vô đây tắm nhúng lửa bắt nước. Đắp vô đây chút nước mà cho nó có màu chứ. Cước cái nắp kìa. Thôi được rồi, được rồi. Để cho nó có màu mè cho nó hấp dẫn. Nhờ chút đường. Đây nè. Nhà mẹ đi, nhà muốn chưa? Kìa. Nhà nước
non chín rồi, hấp dẫn không bà ba ơi. Cá chê kho tiêu với lại cá rô non nấu canh nè, nấu canh chua thơm phức luôn. Canh chua dạ. Có cá linh rồi nữa ha. Không biết cá âm cái gì. Cá chài, cá chài, con cá chài, cá lộn xộn, cá rô non ngon ha. Cá này ăn không xương nè. Dạ. Dễ ăn. Rồi con mời ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn ăn cơm cùng gia đình con nha. Rồi con mời ông bà ba. Mời Út. Hai đứa nhỏ đi học chưa về thôi? Chưa. Thôi về mà hai đứa cỏ lại không biết làm gì. Chưa về lại bắt phạt rồi đó. Cầm đũa đi. Vậy mình ăn từ từ đi. Vậy chứ không gì. Chà má cầm. Chỉ cỏ thôi chứ. Rồi thấy thấy thỏ về nãy giờ hai đứa theo chuối rồi tới. Ăn mẹ nhỏ giỡn gì lắm. Ăn ngăn nó là du địch đó. Ủa con ngăn. Có lẽ là leo gạo. Cá gì là canh chua bữa nay nấu ngon phải không bà ba? Ừ, ngon. Ngon mà. Đi con. Mà. Con vừa rồi. Cũng ngon nữa. Vừa thôi ăn đi. Con nào để con vẽ cá với cho bà ba. Thôi, được rồi, con ba rồi, con ba rồi. Cá rô phi này phải nhiều nhiều chim sùng, ít quá có mấy con. Chàng được không xương không? Được, ngon, nấu xương luôn. Thấy mềm mà chàng. Ờ, mềm lắm ta. Cá nhỏ nhỏ này nhai nướng luôn. Cái nướng cá này là nó nhai nổi không ạ. Ta ăn nãy giờ cá linh với cá gầm nhỏ. Trứng à, cá mang trứng hả? Trứng nào ông ba? Thôi ăn đi. Nè nè, có hai trứng mượn. Nè bà này ăn nữa không? Ờ ăn phút gì chưa có ăn rồi. Phút chưa rồi. Cá đồng ngon ha. Dài, béo rồi luôn. Lưới dính cá rồi. Dạ hết luôn rồi ông ba. Hết rồi. Còn miếng nè. Vậy thôi mới ít đó. Dạ. Ấy nó đi bắt màu khác lên cho nữa nè. Thôi. Thôi. Đây 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 nhóc. Còn ăn dễ này nữa hồi đó. Bớt đầy đầy cho ba đi. Thôi. Nhóc rồi còn gì nữa. Dạ bữa nay ăn ngon mẹ. Cá kho tiêu ngon nè. Ngon nè, thấy hôm nay cũng ăn ngon nè. Cảm thấy thật là tự hào khi nấu cơm mà ông ba ăn ăn hết cơm luôn. Ăn hết cơm luôn. Ăn chua mà cá này nó dễ ăn chua nữa. Nhưng qua gì mà ăn ma con cá ấy hơi khó ăn. Cái dẫn cái gì Vinh đó. Cá này Vinh. Ừ. Cá này Vinh sợ sương hôm. Nha phải kỹ mới được. Ừ. Còn ăn cũng có được đâu, sương hôm không ăn được đâu. Ăn cả ăn được. Thì từ ăn được. Trời ông ba ăn hết rồi cơm hạnh phúc ghê. Chứng tỏ là mình nấu cơm rất là ngon. Dạ hết luôn hả? Dạ. Hết là cơm. Ơi, chút bắt khác cho hai đứa. Bắt cái khác cho hai đứa. Bắt cái khác cho hai đứa. Cái tội về trễ. Cô giáo bắt ở lại. Bắt cái lại nãy giờ nó dễ ăn rồi. Video clip của con đến đây cũng đã kết thúc rồi. Con cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của con nha. Con xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.